Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt ở chợ xa y tí. Hiện tại thì sương mù rất là dày hiện, và mình đang đi cùng với bà Huyền. Đây là bà Huyền Vlog. Bà Huyền thì mua tặng mình cái này. Đây người ta gọi là nấm ngọc cẩu. Thì nấm ngọc cẩu thì mình nghe qua là tác dụng của nó là uống vào thì thích, mà một người thích mà hai người vui. Nên là bà Huyền cũng tặng mình. Tại vì là thấy nghiêu hiệp tồi quá. Hiện tại thì sương xuống đang rất là dày. Đây, bọn mình đang đi về nhà nghỉ.